Lao Phong tên là gì đó cô ta? Dạ, em hả? Lao Phong dòng bị bò luôn á. Ừ. Tình tật cho lá. Em không bị mua. Ủa? Con kì lắm tao á. Cái gì nè? Nó nhỏ lắm. Làm sao mà tháng 13 là mà chưa bằng lại làm chắc chắn. Dạ. Ha cái gì?
và mèo bắt đầu vào cửa. Tự gì nó nặng á, chắc một cặp nó tự nặng. Không, quay nặng sợ ba. Hôm qua để chị nhìn thử đã. Chị lo nhìn thấy nó nặng được chưa rồi đó. Ui. Bình đứa, thấy mấy chị lo. Biết không? Mấy bữa trước thì thì tự không biết sợ cho nặng được. Chưa chín này chị. Nhưng mà chắc là chị cũng chích nhẹ ra cho con đứa nhất. Ngày hôm qua em nặng rồi. Không sẵn đâu em. Khách biết gì không? Một tiếng đậu là nó một cục cho đá.